chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Trời Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, gặp may liên tiếp, trúng số bất ngờ, 100 tỷ cầm tay, tiền vàng nhét chật két, nổi tiếng cả một vùng. Quan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thân mến, Đinh Mùi cần nhớ, không có lòng hại người thì phải có cái tâm phòng người. Bản thân mình không phải là Lý Thông, nhưng đừng để mình thành thạch sanh trong mắt người khác. Lựa chọn sống thắng, không tiểu nhân cũng chẳng mưu kế là một lựa chọn thanh cao và trong sạch. Nhưng lựa chọn quá thoáng, tính cả nể, dễ tin tưởng để khiến người khác lợi dụng công sức của bản thân thì chỉ có thể dùng hai từ mưu muội để hình dung. Người đáng thương luôn có chỗ đáng trách. Tiền nhân sư cho biết, mỗi một người sinh ra đều đã được an bài trong số mệnh gọi là tiên thiên, nhưng không chỉ có thuận một con đường, cũng không phải là không thể thay đổi. Dẫu con người thông qua những nỗ lực hậu thiên của mình có thể cải biến vững mạnh ở một mức độ nào đó, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu đã nỗ lực một cách mù quáng thì chẳng thể thay đổi được điều lớn lao. Vậy nên, chỉ có thể tận nhân sự tính thiên mệnh, dốc hết sức mình. Nhưng dẫn theo thiên mệnh, ắt phải thuận theo thiên đạo mà hành nghĩa, là căn cứ vào những việc làm trong kiếp trước mà phân thiện, ác và đức nghiệp lớn nhỏ. Đối ứng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, những biểu hiện về vững mạnh, phúc và họa, hung và cát, thọ và yểu, hết thảy đều là kết quả của nhân quả báo ứng. Do vậy, tuân theo phép tắc, quy luật của vũ trụ, trọng đức hướng thiện, sửa đổi lỗi lầm, tránh làm việc xấu là có thể cải mệnh mà thôi. Theo luận giải mới nhất từ bậc thầy Tử Vi hàng đầu phương Đông, tuổi Đinh Mùi là số ít con giáp nhờ đức năng thắng số, hậu vận cực may cực đỏ, khó ai sánh bằng. Và từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này, tuổi Đinh Mùi lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua đất, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao, cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Mùi ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Đinh Mùi thân mến, cô bác biết đấy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, lúa mì sẽ luôn là lúa mì, dù trước đó người ta tưởng nó là cỏ dại. Tôi chỉ có thể nói cho Đinh Mùi rằng, cô bác tài giỏi, đủ giỏi và có trình độ nhiều hơn là cô bác nghĩ đó. Nhưng nếu cứ chần chờ, nếu cứ giật giờ, nếu cứ để mọi thứ hững hờ trôi, lững lờ chảy thì thật sự sẽ chỉ là sự phí hoài. Thời gian năm này qua năm khác, tháng này qua tháng nọ, thấy chẳng có gì quá khác biệt. Nhiều khi có người nói sự giàu có không hẳn là có nhiều tiền bạc hơn, mà đôi khi đó là cô bác có ít nhu cầu hơn cho bản thân mình. Đinh Mùi luôn là như thế, ít nhu cầu, sao cũng được, chỉ dành những điều tốt nhất cho những người họ yêu thương. Nhưng trong cái đoạn này, tôi mong cô bác sẽ thay đổi cái kiểu suy nghĩ đấy trong những năm tháng vàng quan trọng này. Mong cô bác có thể khao khát nhiều hơn, tham vọng nhiều hơn, có nhu cầu nhiều hơn, có mong mỏi nhiều hơn, để từng cái nhiều hơn đó sẽ tập trung lại trở thành động lực, thành cội nguồn, cho mong muốn thay đổi, cho nỗ lực vươn lên của cô bác ở thời điểm này. Lẽ dĩ nhiên không có cũng chẳng sao, không thay đổi cũng chẳng ai ép được cô bác cả. Nhưng như thế có khi cô bác sẽ lỡ dở bức tranh đẹp ở phía bên kia của sườn đồi rồi, và nếu vậy sẽ thực sự đáng tiếc lắm thay. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thuộc hành thủy trong ngũ hành với thiên can đinh, mang tính chất của quả, biểu trưng cho sự nhiệt tình, sáng tạo và năng lượng, kết hợp với con giáp mùi, biểu tượng của sự dịu dàng, nhân hậu và tinh tế. Tuổi Đinh Mùi là sự hòa quyện giữa sự mạnh mẽ của ý chí và sự mềm mại trong tâm hồn. Người tuổi Đinh Mùi thường có một cá tính nhẹ nhàng, tình cảm, thân thiện và nhân ái. Họ mang trong mình một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm và luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Thiên can đinh với yếu tố quả mang lại cho họ sự nhiệt tình, sáng tạo và khả năng nhìn nhận cuộc sống một cách đầy màu sắc,
Họ là những người biết cách tạo ra sự ấm áp và yêu thương. Trong mọi mối quan hệ, những người tuổi này thường rất dễ gần và hòa nhã. Họ có khả năng lắng nghe và thấu hiểu người khác. Điều này khiến họ trở thành những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đầy tin cậy. Sự nhân hậu và lòng vị tha của họ khiến mọi người xung quanh luôn cảm thấy an tâm và được yêu thương. Họ cũng có một trực giác tốt, giúp họ nhận ra những điều mà người khác có thể bỏ qua, từ đó đưa ra những quyết định khôn ngoan. Tuy nhiên, người tuổi Đinh Mùi đôi khi có thể trở nên quá mềm yếu và do dự. Sự nhạy cảm của họ có thể khiến họ dễ bị tổn thương và khó đưa ra những quyết định quyết đoán. Trong những tình huống khó khăn, họ cần học cách trở nên mạnh mẽ hơn, biết cách bảo vệ bản thân và đưa ra những quyết định dứt khoát khi cần thiết. Trong các mối quan hệ, người tuổi Đinh Mùi luôn cố gắng duy trì sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ. Họ biết cách xây dựng và duy trì những mối quan hệ bền vững dựa trên sự tin tưởng và đồng cảm. Người tuổi Đinh Mùi với sự kết hợp giữa mềm mại và mạnh mẽ là hình ảnh của một tâm hồn đầy nhân ái và một trái tim ấm áp. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Đinh Mùi hiểu rằng sự dịu dàng và nhân hậu là những phẩm chất quý giá, nhưng cần phải đi kèm với sự kiên định và quyết đoán. Họ nhận ra rằng, để đạt được hạnh phúc và thành công, cần phải biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, giữa sự mềm mại và sức mạnh. Họ học cách bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương không cần thiết, đồng thời phát huy tối đa khả năng thấu hiểu và đồng cảm với người khác. Người tuổi Đinh Mùi cũng hiểu rằng, cuộc sống không chỉ là về việc chăm sóc và yêu thương người khác, mà còn là về việc chăm sóc và yêu thương chính bản thân mình. Họ học cách đặt ra những giới hạn và bảo vệ bản thân trước những áp lực từ bên ngoài. Họ hiểu rằng chỉ khi họ thực sự hạnh phúc và bình an, họ mới có thể lan tỏa sự ấm áp và yêu thương đến mọi người xung quanh. Trên con đường nhân sinh, người tuổi Đinh Mùi không chỉ nhạy cảm và thấu hiểu, mà còn biết cách giữ vững sự bình tĩnh và lý trí trong những lúc cần thiết. Chính sự hòa quyện giữa cảm xúc và trí tuệ đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Đinh Mùi, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, hạnh phúc và bình an. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Tử vi từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Mùi cho hay, vận trình của con giáp này trong thời điểm này có một phần hung ba phần cát. Người tuổi Đinh Mùi được coi là con giáp thoát hiểm ngoạn mục. Trong thời điểm này, mọi việc của người tuổi Đinh Mùi đều sẽ được che chở, thiên tài hỗ trợ, sự nghiệp tiến lên. Tuy vậy, tinh tú dịch mã cư ngụ báo hiệu người tuổi Đinh Mùi sẽ có một tháng tương đối vất vả thì mới có thể thành công được. Đánh giá tổng quan, các phương diện cuộc sống của người tuổi Đinh Mùi có bước phát triển rõ rệt khi bước sang tháng Trung Thu này. Tuy nhiên, Đinh Mùi vẫn cần sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra, thắng không kiêu, bại không nản, có như vậy mới đạt được điều mà mình mong muốn. Trên phương diện sự nghiệp, do có quan đế chiếu mệnh, Đinh Mùi tập trung hơn vào công việc của mình, tinh thần trách nhiệm cao khiến Đinh Mùi không còn trốn tránh những nhiệm vụ khó. Nhờ vậy, cấp trên cũng sẽ giao cho Đinh Mùi những công việc khó để Đinh Mùi thể hiện được bản lĩnh của mình. Dịch mã cho thấy, có thể bản mệnh sẽ phải vất vả một chút, song kết quả nhận được hoàn toàn đáng giá. Trong chuyện làm ăn kinh doanh, có thể nói đây là thời điểm khá vất vả với con giáp này. Đinh Mùi phải bôn ba nhiều nơi để tiếp xúc với đối tác, mở rộng mạng lưới khách hàng. Hãy luôn giữ chữ tín của mình, như vậy thì Đinh Mùi sẽ nhanh chóng tạo được lòng tin với mọi người, khiến công việc kinh doanh tiến triển suôn sẻ hơn, tạo đà phát triển cho tương lai. Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu tích cực do tác động của ngũ hành tương sinh. Bản mệnh nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu của nửa kia, nên dũng cảm đối diện với thử thách. Quan hệ của đôi bên ngày một khăng khít hơn, đối phương cũng chính là động lực để Đinh Mùi cố gắng mỗi ngày. Tiếp theo ngay đây sẽ phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Mùi cho thấy con đường sự nghiệp đang phát triển khá hanh thông. Nhờ có quan đế nâng đỡ, Đinh Mùi thậm chí còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với khả năng của mình. Tất nhiên,
Để gặt hái được thành công lớn lao như vậy thì phần lớn vẫn là nhờ sự cố gắng của chính con giáp này. Đinh Mùi ý thức được nhiệm vụ của mình và có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Vì vậy mà Đinh Mùi không sợ khó khăn, vất vả, thậm chí nhận cả phần công việc mà người khác có ý muốn trốn tránh. Tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của bản mệnh chắc chắn sẽ được đánh giá rất cao. Khi được giao cho nhiệm vụ mang tính thách thức, Đinh Mùi hãy nhanh chóng nắm bắt, bởi đây chính là nấc thang để Đinh Mùi bước những bước lớn hơn trong tương lai. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công hay được cấp trên tin tưởng, Đinh Mùi cũng chớ nên kiêu ngạo, coi người khác kém cỏi hơn mình. Trên thực tế, bạn vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ. Việc học hỏi, lắng nghe lời khuyên của người khác là không bao giờ thừa. Đặc biệt, nếu Đinh Mùi còn đang giữ một vị trí cao trong tập thể thì càng cần phải học cách lắng nghe và đánh giá vấn đề đa chiều hơn. Nếu không, Đinh Mùi dễ bỏ sót một vài tiểu tiết hoặc đưa ra những quyết định chưa thực sự chính xác, gây ảnh hưởng tới tập thể. Vận trình sự nghiệp được hỗ trợ mạnh mẽ từ quan đới, mang đến những điều kiện thuận lợi và cơ hội tốt hơn. Bản mệnh sẽ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ nhiều người xung quanh, giúp vận quý nhân tăng lên đáng kể. Mọi sự thuận lợi và thành công đến từ việc được nhiều người đồng lòng giúp sức. Thậm chí trong thời điểm này, người tuổi Đinh Mùi còn được hỗ trợ để tạo ấn tượng tích cực với cấp trên. Điều này giúp bản mệnh nhận trách nhiệm và được giao phụ trách những nhiệm vụ quan trọng hơn trong công việc. Ngoài ra, tư duy nhạy bén và khả năng phân tích là hai yếu tố quan trọng giúp người tuổi Đinh Mùi nổi bật trong công việc. Sự sắc bén trong tư duy giúp bản mệnh đưa ra những quyết định sáng suốt, định hướng đúng đắn và hiệu quả cho công việc. Khả năng phân tích giúp bản mệnh nhận biết được các vấn đề tiềm ẩn, tìm ra giải pháp tối ưu và tăng cường hiệu suất làm việc. Tuy nhiên, dù có những ưu điểm vượt trội, hãy luôn nhớ giữ thái độ khiêm tốn và không tỏ ra kiêu ngạo hay khoe khoang. Sự thành công của người tuổi Đinh Mùi không chỉ đến từ năng lực cá nhân, mà còn nhờ vào sự giúp đỡ, hỗ trợ và đồng lòng của những người xung quanh. Hãy trân trọng và biết ơn những người đã đồng hành và đóng góp vào thành công của bản mệnh. Giữ những phẩm chất tốt, đồng thời tiếp tục phát triển khả năng cá nhân, người tuổi Đinh Mùi sẽ tiến xa hơn trong công việc và gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa. Sự kết hợp giữa tư duy sắc bén và sự khiêm tốn chắc chắn sẽ duy trì vận may và đem đến cho bản mệnh cơ hội thăng tiến. Chính ấn đem đến cho người tuổi Đinh Mùi nhiều điều kiện tốt và cơ hội để phát triển trong cuộc sống. Tuy nhiên, với việc càng ngày càng bận rộn và phải đối mặt với nhiều thách thức, điều quan trọng là bản mệnh cần thường xuyên đánh giá tình hình và tìm giải pháp cân bằng phù hợp cho bản thân. Tập trung vào những mục tiêu quan trọng, quản lý thời gian hiệu quả, giảm căng thẳng và lắng nghe bản thân. Bằng cách làm như vậy, người tuổi Đinh Mùi sẽ đạt được sự cân bằng và hòa hợp trong cuộc sống của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng vận trình tài lộc đang có những bước tiến khá vững vàng. Dù có thể là Đinh Mùi sẽ không thu được tiền về đầy túi trong thời điểm này, tuy nhiên, hãy tin rằng những gì mình bỏ ra là vô cùng xứng đáng. Cứ chăm chỉ rồi bạn sẽ có một mức sống dư dả trong tương lai. Căn cứ tử vi từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Mùi, dịch mã cho thấy đây là thời điểm Đinh Mùi sẽ phải di chuyển khá nhiều để tìm kiếm khách hàng, đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Điều Đinh Mùi cần làm là biết rõ và phát huy điểm mạnh của mình, tạo ấn tượng tốt đẹp cho đối tác. Như vậy thì quá trình làm ăn về sau sẽ trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Với người làm công ăn lương, thành tích tốt trong sự nghiệp là yếu tố giúp Đinh Mùi có một túi tiền rủng rỉnh. Chắc chắn, cấp trên sẽ chẳng keo kiệt với một nhân viên luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như bạn đâu. Nếu có ý định bắt đầu một lĩnh vực mới trong thời điểm này, có lẽ Đinh Mùi cũng sẽ phải hơi vất vả một chút. Tuy nhiên, quý nhân xuất hiện đúng thời điểm sẽ giúp Đinh Mùi vạch ra một hướng đi phù hợp với bản thân và xu hướng xã hội, giúp tiền chảy về trong túi thuận lợi hơn. Có điều, dù công việc có thuận lợi đến mấy, Đinh Mùi cũng chớ coi thường những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất, hãy luôn kiểm tra mọi việc đã làm thật kỹ càng, tránh sai sót không đáng có, phải dùng tiền để sửa chữa sai lầm. Sự hiện diện của Thái Âm Cát Tinh còn đem đến vận may và thuận lợi về mặt tài chính cho người tuổi Đinh Mùi. Điều này có thể mang đến những cơ hội và may mắn trong việc kiếm tiền, thậm chí bản mệnh có thể gia tăng thu nhập mà không cần tốn quá nhiều công sức. Khi Lục Bạch bay về phương Bắc,
bản mệnh tuổi Đinh Mùi có cơ hội phát tài nhỏ trong thời điểm này. Đây là một thời điểm thuận lợi để bản mệnh tận dụng những điều kiện có sẵn và khai thác những cơ hội kinh doanh, đầu tư hay làm việc có thể mang đến thu nhập bổ sung và tạo lợi nhuận cho mình. Trong lĩnh vực bất động sản, sự xuất hiện của lục bạch mang đến nhiều lợi thế và cơ hội hơn cho người tuổi Đinh Mùi. Bất động sản luôn là một lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng và đem lại lợi nhuận cao. Nếu bản mệnh đang làm việc trong lĩnh vực này, hãy tận dụng tốt cơ hội và phát huy khả năng chuyên môn để đạt được thành công và gia tăng lợi nhuận. Ngoài ra, lĩnh vực kim loại cũng có tiềm năng mang đến lợi nhuận cho người tuổi Đinh Mùi trong thời điểm này. Kim loại là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế và có ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Nếu bản mệnh đang làm việc trong lĩnh vực này, hãy chú trọng vào nâng cao chuyên môn và tận dụng các cơ hội mới để phát triển sự nghiệp và tăng lợi nhuận tốt. Dù có cơ hội phát tài nhỏ trong thời điểm này, nhưng người tuổi Đinh Mùi cũng cần thận trọng và không nên đánh đổi quá nhiều vì tham lam. Trong cuộc sống và công việc luôn tồn tại nhiều rủi ro tiềm ẩn mà bản mệnh không thể nhìn thấy ngay lập tức. Do đó, việc liều lĩnh hay táo bạo quá có thể khiến người tuổi Đinh Mùi rơi vào tình huống khó khăn hoặc gặp phải những hậu quả không mong muốn. Bằng cách thận trọng và tỉnh táo, bản mệnh có thể bảo vệ mình khỏi những rủi ro tiềm ẩn và tận hưởng những cơ hội thuận lợi mà thái âm các tinh mang đến. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Dưới tác động của ngũ hành tương sinh, người còn độc thân có thể nhận thấy xung quanh mình bỗng xuất hiện rất nhiều các đối tượng triển vọng. Thậm chí, bản mệnh không cần phải quá nhiệt tình trong việc làm quen, cũng có người chủ động đến với bạn. Khi nhận ra ai là người chân thành với mình, Đinh Mùi cũng nên tỏ thái độ thiện chí với đối phương. Tuy vậy, Đinh Mùi cũng không cần quá vội vàng đến với một người nào đó. Đôi bên hãy dành thêm thời gian để quan tâm, tìm hiểu với nhau. Nếu nhận thấy hai người có nhiều điểm chung thì hãy tiến tới, như vậy thì tránh được nhiều mâu thuẫn, va chạm về sau. Người đã lập gia đình sẽ có những ngày tháng êm đềm và ngọt ngào. Đinh Mùi và người ấy dành cho nhau nhiều cử chỉ quan tâm, yêu mến, và chỉ riêng điều đó thôi cũng có tác động rất tích cực đến tình cảm của hai người rồi. Ngoài ra, Đinh Mùi cũng nhận được nhiều lời cổ vũ, động viên của đối phương. Nhờ vậy mà Đinh Mùi có quyết tâm và đủ dũng cảm để đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn, cuộc sống của hai người sẽ ngày một tốt lên. Từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch, gia đạo của người tuổi Đinh Mùi mang đến niềm vui và hòa hợp nếu mọi thành viên trong gia đình tôn trọng và đồng lòng với nhau. Để duy trì không khí ấm êm và hòa hợp trong gia đình, hãy tránh những thái độ kiêu căng, chấp niệm và đơn độc. Thay vào đó, hãy thể hiện sự đồng lòng và tôn trọng đối với quan điểm và ý kiến của nhau. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Đáng tiếc là dù công việc tiến triển thuận lợi, hài hòa, nhưng tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi lại không thực sự ổn định, do con giáp này phải chịu tác động của hung tinh Thiên Nguyệt. Bản mệnh thường xuyên lo lắng, sốt ruột những điều du dơ, nên dễ lâm vào cảnh căng thẳng stress, gây bất lợi cho sức khỏe, thậm chí có những người còn đổ bệnh vì áp lực công việc khá lớn. Tử vi có lời khuyên rằng, người tuổi Đinh Mùi nên học cách trao đổi, chia sẻ với mọi người xung quanh, đồng thời tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động tập thể hoặc hoạt động ngoài trời. Hãy tìm đến những niềm vui để tinh thần tích cực, cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm từ nay đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày một cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Xem tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, thời điểm này hứa hẹn con giáp tuổi Đinh Mùi đã có thể đón nhận đại vận cực tốt của mình. Bản mệnh là người giỏi kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, có khả năng nhìn nhận tuyệt vời, biết cách bắt lấy điểm quan trọng. Thời gian này là cơ hội để bản mệnh tỏa sáng, hãy tập trung nhé. Vận trình tình cảm trong những ngày này của người tuổi Đinh Mùi diễn ra không thực sự suôn sẻ. Mối quan hệ giữa Đinh Mùi và người ấy lâm vào thế bí,
Vì đầu óc tập trung cho công việc nên bạn đã thiếu sự tinh tế để nhận ra những biến động trong tình cảm của hai người. Trong những ngày này, dưới tác động tiêu cực của ngũ quỷ hung tinh, không thể xem thường vì nó có thể gây ra những vấn đề liên quan tới sức khỏe. Nếu có bệnh thì bản mệnh nên tập trung chữa trị cho dứt điểm nhé. Nếu Đinh Mùi đã dành cả tháng qua để tập trung cho công việc và các dự án của mình, thì đây là thời điểm thích hợp để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân. Màu sắc may mắn: nâu, vàng. Con số may mắn: 35, 14, 74 và 92. Tử vi từ ngày 12 đến ngày 15 rằm Trung thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Con đường sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi trong thời điểm này thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ như ý, sẽ lên một nấc thang mới. Đinh Mùi có sự quyết đoán và dứt khoát nhất định, nhờ thế mà công việc tiến triển tốt, nhờ biết chọn đúng thời cơ, không để lỡ những cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Vận trình trong những ngày này của tuổi Đinh Mùi lên xuống khá thất thường, do đó, nếu thấy tỷ chi ngán đường ngăn trở, đừng lo lắng gì ngay ngày hôm sau. Đinh Mùi đã có cách xử lý khôn ngoan, thế nên trong lúc này có gặp bất kỳ rắc rối nào, cũng hãy tự tin rằng bản thân luôn có cách để xử lý mọi việc. Chuyện tình cảm của Đinh Mùi trong những ngày này là điều duy nhất Đinh Mùi có thể tin cậy trong cuộc sống của mình, và đây là lý do để ăn mừng lúc này. Việc giúp bản mệnh nhận ra mình đang có người mà mình có thể tin tưởng để trao cả trái tim. Nhờ có Thái Dương che chở mà cuộc sống của bản mệnh trong thời điểm này vui vẻ, rộn ràng hơn bao giờ hết, ngay cả việc làm ăn. Tuy chưa có nhiều đơn hàng mang về doanh thu như ý, nhưng ngay cả việc nhiều khách hàng hỏi cũng đủ khiến cho Đinh Mùi vui cả ngày. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tý. Tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: trắng, xanh. Con số may mắn: 90, 22, 60 và 73. Bí quyết cải mệnh của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, từ nay đến ngày 15 rằm Trung thu tháng 8 âm lịch này. Không bệnh tật, giữ gìn sức khỏe. Quỷ cốc tử tin rằng cơ thể là nguồn gốc của mỗi người, nhưng cách đạo đức có thể nuôi dưỡng vũ khí và tâm trí, tự nhiên có thể tạo ra nghệ thuật nữa sau cuộc đời. Muốn sống suôn sẻ thì trước hết phải có một cơ thể cường tráng, không bệnh tật ắt không tai họa, có sức khỏe tốt còn hơn có nhiều vàng bạc châu báu. Khi con người đến một độ tuổi nhất định, họ cảm thấy không thể theo kịp nhịp điệu trong nhiều việc và mất dần năng lượng. Trước 30 tuổi, chúng ta thưởng thức trắng đêm, cuối tuần gặp gỡ bạn bè và uống rượu thâu đêm, ngày hôm sau đi làm vẫn tràn đầy năng lượng. Nhưng một khi đã qua tuổi 30, thức khuya một chút đã cảm thấy mệt khỏi khôn xiết. Với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người hiện đại và sự phát triển của đời sống vật chất đã đẩy nhanh quá trình già hóa, dân số lão hóa không phải ở tuổi tác mà là sức khỏe thể chất. Một khi bị bệnh, bạn sẽ biết rằng mọi công sức mình đã bỏ ra đều vô ích. Vì vậy, hãy duy trì lịch sinh hoạt hợp lý, tránh thức khuya, đảm bảo ngủ đủ giấc và tăng cường vận động cơ thể, sẽ tự nhiên khỏe hơn. Đừng đố kỵ, đừng tranh đấu, hãy tu dưỡng trái tim. Quỷ cốc tử nói rằng, tất cả mọi người đều có những rào cản tinh thần theo cách này hay cách khác. Nền tảng của việc tu dưỡng tâm trí là loại bỏ chướng ngại tinh thần trong suốt quãng đời còn lại. Trước tiên bạn phải học cách hòa giải với chính mình. Chúng ta cũng phải học cách tôn trọng và chấp nhận suy nghĩ khác biệt của người khác. Lão Tử còn nói, nước chẳng cần tranh đấu mà làm lợi cho vạn vật. Những người thực sự có thể sống thoải mái và tự do thường là những người không tranh đấu, không đôi co. Tuy nhiên, không cạnh tranh không có nghĩa là năng lực của bạn kém hơn người khác, mà đó là thái độ ứng xử với thế giới và cũng là biểu hiện của trí tuệ. Đừng tranh giành, hãy bình tĩnh giữ lấy đức hạnh, toán bồi dưỡng đức hạnh. Bạn có biết sự khác biệt cơ bản giữa một người thành công và một kẻ ngốc không? Quỷ cốc tử tin rằng, một trong những lý do khiến người thành công có thể đạt được mục tiêu của mình vì họ biết dùng đạo đức để gây ấn tượng với người khác. Theo quỷ cốc tử, nếu một người không có tư cách đạo đức cao thượng thì khó đạt thành công và dĩ nhiên là không được người khác kính trọng. Thánh nhân trao dồi đức hạnh, con người thường nuôi dưỡng của cải. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.